Hồng mới về làm dâu, má nghe người làm ở trong nhà nói lại gia tộc của mình chịu một lời nguyền rất khủng khiếp. Con gái, ta đã cho cô một cơ hội, giờ đừng có trách ta tuyệt tình. Anh cho tôi đi nhờ một đoạn đường, có được không?